hỏi là bạn tên là gì và bạn đến từ trường đại học nào ạ? Dạ em tên là Hà Thị Trang, em đến từ trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Vậy trong khoảng thời gian tham quan tư vấn thì bạn đã đi được những trường nào rồi ạ? Dạ em đi được hai trường rồi. Hai trường. Dạ. Dạ. Vậy trong cái quá trình mà tham quan và tư vấn ở trường đại học du học tại Hàn Quốc thì là bạn cảm thấy là mình sẽ có những cơ hội và những cái phúc lợi gì đến với mình? Em nghĩ nếu mà cơ hội thì mình qua đó mình học, mình sẽ được biết nhiều thứ ở bên đó và mình học chuẩn tiếng người ta để mình nói cho chuẩn hơn. Vậy còn phúc lợi của mình thì như thế nào? Thì em nghĩ là mình qua đó mình học, mình ở trong ký túc xá của trường luôn á, thì mình không cần phải lo về chỗ ở, tại vì trường sẽ lo cho mình mấy cái đó. Rất là tốt đúng không bạn? Vậy dạ. Bạn có dự định là mình sẽ du học tại trường đại học nào chưa? Dạ em định là sẽ học trường Đông Quốc University. Vậy xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của hai bạn rất là nhiều. Dạ. Chào bạn. Dạ, chào chị. Bạn có thể vui lòng cho mình hỏi vài một câu hỏi liên quan tới hội thảo ngày hôm nay không? Dạ được. Không biết là bạn tên gì và bạn đến từ trường đại học nào? Em tên là Trường Giang, em đến trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến tới buổi tham quan ngày hôm nay bạn đã tham quan được những trường đại học nào rồi? Em đã đi được tham quan được trường Inha, trường Công Quốc và trường Trân Quang. Rất là nhiều trường đại học rồi. Dạ. Vậy trong quá trình mà bạn tư vấn và tham gia quy trình du học tại Hàn Quốc á, thì bạn cảm thấy có những cái cơ hội và những cái phúc lợi gì đến cho mình không? Dạ, ở bên Hàn Quốc có rất nhiều những công ty lớn. Nếu mà em theo hỏi Hàn Quốc thì em sẽ có nhiều cơ hội để được vào những công ty lớn đó để làm việc. Và ở đây thì mình có rất nhiều học bổng. Em sẽ cố gắng dành nhiều học bổng để lấy nhiều lợi ích. Rất là mong là những cái cơ hội mà những cái điều đó thì bạn sẽ làm được. Dạ. Và cũng hỏi bạn thêm một câu nữa là không biết là bạn đã có dự định cho mình là học trường đại học nào tại Hàn Quốc chưa? Em thấy Changwon sẽ là mục tiêu của em.